Bạn nhìn thấy con diều to chưa? Thú vui ở quê đấy các bạn ạ. Bạn nhìn thấy diều to chưa? Đây là diều sáo. Ừ, nhìn chưa? Bên này dây bên này là phải dài lắm ấy. Ây da. Con này là phải gió to thì nó mới lên được ấy chú nhỉ? Gió vừa nó cũng lên được rồi. Diều này là sải của nó mấy mét rồi chú? Hơn 4 mét. Hơn 4 mét. Dây dài chưa? Chơi phải chơi những con này. Chứ mấy con nó đang thả kia là cái tín bé. Con này to. Con diều này phải gió như này thả nó mới sướng. Này thả toàn toàn cướp cướp to đấy. Bắt đầu gió to lên này. Các bạn nhìn chưa các bạn, lên nha. Đấy, bây giờ mọi người đang chờ gió kìa. Đấy, 1, 2, 3. À, nhìn chưa? Mọi người nhìn thấy diều to chưa? Bên kia đội quân thả. Ây da. Ui ôi. Lên rồi đấy, lên rồi đấy. Mày lẻ. Đi ra là phải thả nó thành cả cái đẻ ấy. Cái đi là dần dần nó một phần thân. Cước toàn cước to. Này mà không đeo găng tay rồi là đứt hết tay ấy. Toàn cứ to. Ui. Có. À. Thả này thâu đêm mà anh. Ờ, à, sao đó. Bên kia còn hai con đấy kìa. Bên kia còn hai con này, không biết các bạn có nhìn thấy không? Đấy, đấy, chấm 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 ni ti kìa. Đây một con này. Con này hơn 2 mét đấy. À 3 mét, hơn 3 mét. Mẹ diều này mà trẻ con nó khi là nó kéo cả người đi. Đó trên nó to. Thì phát vào cây câu xong buộc vào nhá. Cái câu của anh khoe đấy. Thôi, nhá.
Gió to trên gió to. Thấy không? Diều ở quê mọi người là hay thả thâu đêm. Có những con diều mà có cả đèn đấy. Buổi đêm mà nhìn đẹp lắm. Bây giờ các anh ấy buộc vào gốc này để co này. Đấy. Con diều này nếu mà để làm nó cũng lâu lắm, công phu lắm. Từ sáo ấy, không là từ thân diều. Toàn gọi là những người chơi gọi lâu năm thì người ta mới làm được những con diều như thế này. Nhưng mà đội trẻ ngày xưa của mình thì chắc chỉ chơi những cái con diều tầm 1 mét, hơn 1 mét thôi. Con diều này to. Đấy các bạn nhìn này. Anh ấy trông rất là to béo nhưng mà nó kéo nó còn, nếu mà trẻ con thì chắc là nó kéo chạy không sọc được. Đấy, giờ là phải buộc vào cái gốc này xong bắt đầu là mới. Một mình không co được xuống đâu, trẻ con có khi là bé bé nào nó lôi cả người đi. Này không đeo găng tay là đứt hết tay. Đấy các bạn nhìn nhá, căng dây xong bắt đầu là cho dần ra thì không thả dây được đâu. Đấy. Bây giờ chỉ để nó để tầm này thôi anh. Cái diều to này có khi gắn được cả đèn đấy nhỉ anh nhỉ? Có cả đèn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thú vui ở quê đấy các bạn ạ. Không biết các bạn nào ở quê có cái trò này không? Ok, video của mình đến đây thôi nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.